Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Đây là video thứ hai trả lời các câu hỏi liên quan đến điện mặt trời. Thì trong cái video này em sẽ trả lời một số câu hỏi như sau. Thứ nhất là nên tự lắp năng lượng mặt trời hay là đi thuê lắp. Đấy, câu hỏi thứ hai là hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời cao nhất là khi nào. Đấy, câu hỏi thứ ba là nên chọn loại lưu trữ nào để sử dụng cho hiệu quả. Đấy, câu hỏi thứ tư là nên chọn biến tần nào cho chất lượng. Câu hỏi tiếp theo là sử dụng quá công suất của biến tần thì có gây ra hỏng biến tần hay không. Đấy, thì lần lượt em sẽ trả lời nhé, em sẽ trả lời cho các bác bởi vì là thời lượng nó có hạn thôi. Câu hỏi đầu tiên là nên tự lắp năng lượng mặt trời hay là đi thuê lắp. Đấy, thì tất cả các video em ra thì luôn khuyên chân thành các bác là tự lắp năng lượng mặt trời. Đấy, bởi vì lắp năng lượng mặt trời rất dễ. Nếu như các bác mà đi thuê lắp năng lượng mặt trời, đấy, thì các bác sẽ tốn thêm cái tiền đầu tư chi phí khá là lớn. Đấy, nếu như các bác tự lắp năng lượng mặt trời, ít nhất thì các bác sẽ trôi ra khoảng 8 triệu là hiện nay. Các bác nhớ nhá, nếu như các bác mà tự lắp năng lượng mặt trời so với thời điểm này, các bác trôi ra ít nhất là 8 triệu. Đấy, còn chưa nói đến một số đơn vị nó lấy rất cao. Đấy, còn cách đây khoảng 2 năm về trước, nếu như các bác mà đi thuê lắp thì công phí lắp năng lượng mặt trời rất cao. Họ lấy công của các bác thậm chí lên tới hơn 20 triệu cho một cái hệ thống. Ví dụ như là từ 3 ký hoặc là 5 ký. Đấy. Em bảo các bác này, các bác chỉ cần thuê một anh thợ điện nước gần nhà. Đấy. Đấy, sau đó các bác mua vật tư. Thường thì bên em sẽ khuyên các bác là các bác lấy vật tư thì em hướng dẫn cho các bác trực tiếp qua Zalo. Đấy. Em khuyên các bác là thuê một bác thợ điện nước gần nhà. Đấy, đến sau đó là em sẽ hướng dẫn cho cái anh thợ điện nước đó cách lắp đặt. Chỉ cho bác đấy phát bác biết luôn. Đấy, rất dễ. Sau đó các bác chỉ có đi đúng theo cái đường đi lối lại hoặc là đi dây cho gọn vào, thế là xong. Rất là dễ. Đấy, đấy là cái câu hỏi đầu tiên mà em trả lời cho các bác như vậy nhé. Câu hỏi thứ hai là hiệu suất tấm pin mặt trời nó phát ra cao nhất khi nào. Đấy, đây là một trong những cái câu hỏi mà được rất nhiều anh em quan tâm. Thì như các bác biết thì nó liên quan đến cái bức xạ mặt trời. Đấy, tấm pin phát ra cao hay thấp là do cái bức xạ mặt trời. Đấy, trong cái bức xạ mặt trời thì nó còn có bức xạ hạt, đấy, bức xạ điện từ, rồi thì năng lượng bức xạ mặt trời. Đấy, nó có những cái bức xạ đó. Thì tấm pin mặt trời nó đạt được cao nhất là cái bức xạ mặt trời nó phát ra. Đấy, ví dụ như bức xạ hạt hay còn gọi là gió với mặt trời đấy, thì nó gồm nhiều proton, proton và electron. Đấy, nhưng còn đối với thằng bức xạ của thằng điện từ thì nó lại có hai dạng, dạng bức xạ trực tiếp và bức xạ khuếch tán. Đấy, thì nó còn phụ thuộc vào cái bức xạ mặt trời. Em ví dụ như là thời tiết nắng rất to, đấy, thì rất nhiều anh em thắc mắc bảo sao nắng to như thế mà hệ thống điện mặt trời của em nó lại bị giảm. Đấy, nó bị giảm hiệu suất. Đúng, câu đấy nói đúng. Đấy, đấy, như các bác biết nhá, thì tại sao người ta lại phân chia ra hai dạng pin năng lượng mặt trời. Đấy, một là pin poly, rất phù hợp với cả anh em ở miền Nam. Nắng càng to phát điện càng nhiều. Đấy, nhưng mà khi anh em ở miền Nam ấy mà sử dụng cái
tấm pin mono, thì khi nắng to thì nó lại bị giảm. Đấy, chính vì vậy mà nó lại phát triển ra hai loại để cho anh em sử dụng. Ví dụ như anh em ở ở miền Bắc thì sử dụng cái tấm pin mono thì nó rất là hiệu quả. Thậm chí chỉ có hơi có ánh sáng là nó đã phát điện ra rất nhiều. Hơi có ánh nắng là nó phát điện ra rất nhiều. Đấy. Cho nên là nó liên quan đến cái bức xạ của điện mặt trời nhá, có bức xạ của ánh nắng mặt trời. Đấy. Đôi khi là thời tiết ong ong thôi, không có nắng, nhưng mà tấm pin mặt trời phát ra rất cao. Đấy, lúc đó thì cái bức xạ của năng lượng mặt trời nó rất tốt. Đấy, bác hiểu như vậy. Chứ còn trên thực tế, như bọn em sửa chữa biến tần năng lượng mặt trời, nhưng mà cũng không thể đo được. Nói chung là cũng không thể đo được, nó còn phụ thuộc vào cái bức xạ. Đấy, nói thế cho anh em hiểu nôm na như vậy nhá. Câu hỏi tiếp theo là nên chọn loại lưu trữ nào. Đấy, thì bây giờ nhá, nó có hai, bây giờ đang có hai cái dạng chính, đó chính là sử dụng acquy lưu trữ và pin lithium. Đấy, nó có hai dạng chính. Thì trong cái acquy thì nó lại phân chia ra nhiều loại, loại acquy nước, acquy khô kín khí, acquy xe điện hoặc là acquy viễn thông. Đấy, trong bốn cái thằng này thì kém nhất là thằng bình nước, sau đó đến bình khô kín khí, bởi vì hai cái thằng này là cái thằng acquy khởi động. Đấy, nó lưu trữ là nó khi nó phóng thì cái dòng phóng của nó không được ổn định và nó không xả được sâu. Đấy, thì nó ổn định hơn thì là các bác phải sử dụng thằng bình viễn thông, vẫn là thằng đắt tiền nhất. Đấy, và nó duy trì cái dòng phóng rất ổn định và nó xả được sâu. Đấy, xong đến thằng xe điện, xong hai cái loại kia là cái loại kém nhất. Đấy, chia sẻ với các bác như vậy. Còn các bác mà có tiền thì các bác sẽ đầu tư pin lithium. Pin lithium thì nó cũng mới vào Việt Nam thôi, nhưng mà trên thực tế nó rất là bền và sử dụng của các nước nó đã cách đây rất lâu rồi. Việt Nam mình mới có du nhập vào thôi. Đấy, và trên thực tế bọn em test và sử dụng thì công nhận là nó lưu trữ tốt. Đấy, cái thằng lithium ấy. Đó là trả lời sơ qua cho các bác để các bác định hình được nhá, là nên chọn loại lưu trữ nào để các bác có thể nắm được, các bác lựa chọn cho mình tùy vào túi tiền của các bác để các bác sử dụng. Thì đúng, trên thực tế là có những bác có kiểu người ta điều kiện kinh tế người ta khó khăn ấy, người ta không có tiền để mua lithium thì chắc chắn là người ta phải mua bình acquy rồi. Cái đó là cái điều rất là dễ hiểu. Đấy. Và câu hỏi tiếp theo là nên chọn loại biến tần nào cho chất lượng. Đấy, câu này rất khó. Câu này rất khó. Bởi vì ví dụ như em bán thì em cứ nói là cái này của em tốt. Ông kia nói thì ông bảo cái của ông tốt. Đấy, mà trên thị trường xuất hiện hiện nay rất nhiều các loại biến tần. Đấy, có cái thương hiệu khác nhau. Thì để mà uy tín, để mà chọn được cái biến tần nó chất lượng, thì các bác nên chọn những cái chỗ người ta bán uy tín. Đấy, thì các bác sẽ sử dụng được cái năng lượng, cái biến tần, mua được cái biến tần nó chất lượng hơn. Đấy, ở đây em không nói đến ai cả, cũng chả nói đến em. Đấy, thì các bác theo dõi nhiều kênh thì các bác sẽ biết được. Đấy, còn thường thì bên em thợ kỹ thuật người ta cũng rất là cao, người ta sửa chữa hoặc chơi năng lượng mặt trời cách đây cả 20 năm. Đấy, 20 năm luôn. Tất cả các biến tần ở trong Nam đều phải gửi ra chỗ em để xử lý, bởi vì có những cái nó nặng, bị nặng, trong miền Nam không xử lý được. Đấy, mà trong khi đó mà gửi lại nhà máy người ta xử lý thì vỡ mồm luôn, bởi vì chi phí vận chuyển nó rất là cao. Đấy, thì cái này thì do cảm tính của các bác nhé, tụi em không nói đến góc độ này nhiều. Đấy,
Tiếp theo là câu hỏi sử dụng quá công suất của biến tần thì có gây hỏng biến tần không? Đấy, ở đây thì lại nói với các bác thế này. Đối với cái hệ hòa lưới nhá, đối với cái hệ hòa lưới bán tải thì em ví dụ các bác sử dụng là cái biến tần 3 kW. Trong khi đó mà điện gia đình phụ tải nhà các bác sử dụng lên 3 ký rưỡi hoặc 4 ký đi. Đấy. Thì nó không sao, không ảnh hưởng gì cả. Đối với cái loại lưu trữ độc lập, em ví dụ các bác sử dụng 3 kW mà các bác sử dụng quá 3 kW thì nó sẽ cắt ngay. Đấy, nó sẽ cắt hoặc thậm chí là gây hỏng biến tần. Đấy. Còn đối với cái thằng mà kết hợp cả hai loại, kết hợp cả hai loại có nghĩa là nó có cả hòa lưới bán tải và có cả hệ lưu trữ, thì với cái loại này các bác sử dụng cũng khá yên tâm, bởi vì khi nó quá tải nó vẫn sử dụng bình thường các bác nhé, vẫn sử dụng bình thường. Đấy. Nhưng với điều kiện khi sử dụng cả ban ngày mà các bác chơi mà các bác sử dụng bán tải thì nó rất là ok. Đấy. Nhưng với một số biến tần, em ví dụ một cái biến tần 5 kW mà các bác sử dụng buổi tối đi, ban ngày các bác chạy bán tải thì thiếu nó sẽ bù vào. Đấy, thiếu nó sẽ bù vào. Có những cái nó thiết kế ngon, có cái thiết kế không ngon, có những cái thiết kế quá 5 kW các bác sử dụng thì nó vẫn lấy điện lưới nó bù vào cho cái hệ thống ắc quy đang bị thiếu. Đấy. Nhưng với một số biến tần thì nó bị dạng như quá tải là nó cũng gây nên cắt. Đấy, chính vì vậy mà sử dụng cái gì nhỉ? Quá công suất thì nó có mấy dạng như vậy. Đấy, các bác cũng có thể nắm được. Đấy. Trong cái video sau thì em sẽ trả lời cho các bác cái câu hỏi là cài điện áp cho từng hệ năng lượng mặt trời như thế nào để cho nó tốt và bền cho cái hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, và những câu hỏi tiếp theo. Các bác hãy đăng ký kênh để theo dõi.